Rồi, xin chào các bạn trở lại với chuyện đào hùng xe hơi. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ qua chiếc xe có thể nói là bỗng dưng trở nên hot trong cái thời điểm hiện nay. Đó là phiên bản Forerunner Limited và với động cơ dung tích là 2.2 lít. Và đây là cái động cơ hút khí tự nhiên, không phải là động cơ tăng áp turbo hay biturbo trên những phiên bản là Limited hay Wildtrak trên dòng bán tải của Ford hiện nay. Và hiện nay tại thời điểm với cái tình trạng mà dịch Covid cũng đã dần chuẩn bị qua đi thì mẫu xe này cũng đang được khuyến mại giảm giá rất sâu và rất nhiều đó. Với cái mức niêm yết cho hai phiên bản, số sàn là 754 triệu và số tự động là 779. Tuy nhiên thì chiếc xe này đang được khuyến mại lên đến cả 100 triệu đồng và chúng ta có thể thương lượng thêm ở phía đại lý. Rồi thì với cái mức giá đấy thì chúng ta sẽ có cho mình một chiếc xe số sàn hoặc số tự động 2 cầu. Và với cái mức giá bán hiện nay thì nó sẽ ngang với cái dòng số tự động 1 cầu XRT chẳng hạn. Đó. Và cái chi phí hoàn thiện lăn bánh với cái mẫu xe này trừ đi mức khuyến mại giảm giá thì chúng ta có thể hoàn thiện nó với cái mức giá chỉ hơn 700 một chút. Đó. Tức là với cái khoảng hơn 700 triệu lăn bánh, chúng ta có một chiếc xe 2 cầu. Đó. Động cơ không lỗi lầm. Đi kèm với đó là cái mức chiếc khấu khuyến mại cũng rất là nhiều hơn cái chi phí mà quý khách hàng có thể bỏ ra để hoàn thiện lăn bánh, gọi là phí lăn bánh đó. Mà mình sẽ làm một cái video riêng cái phí lăn bánh này bao gồm những cái gì. Và thông thường với chiếc xe này chúng ta lăn bánh hoàn thiện sẽ dao động khoảng 60 đến 70 triệu tùy phiên bản, và cái mức khuyến mại thì đang cao hơn rất là nhiều đó. Sơ qua về chiếc xe thì XLT là phiên bản 2 cầu và phiên bản số tự động được thêm vào thời điểm năm 2018. Trước đó thì phiên bản XLT chỉ có phiên bản số sàn. Đó. XLT là ký hiệu của phiên bản 2 cầu và duy nhất trên phiên bản XLT thì mặt ga lăng và cản sau sẽ được mạ chrome. Đó là điểm độc và duy nhất ở trên phiên bản này. Tuy nhiên thì ở trên nội thất xe thì chúng ta sẽ có giống như trên phiên bản XRS. Đó, không khác biệt quá nhiều. Tuy nhiên thì cái thiết kế mặt táp lô thì sẽ được tân trang cải tiến. Đó. Mặc dù chỉ là ốp nhựa thôi nhưng cũng có tân trang cải tiến và cảm giác như là nó đúng ở vị trí của nó là giữa dòng Wildtrak và trên của XLS. Về tính năng thông minh thì XLT được trang bị 6 loa. Đi kèm với đó là tính năng phát nhạc AM, FM và gạt mưa tự động. Hơi tiếc một chút thì ở trên này chúng ta chỉ được trang bị sinh một, tức là chỉ nghe gọi giọng nói bình thường làm thoại dành tay. Tất nhiên thì trên xe thì sẽ có vô lăng trợ lực điện và hệ thống kiểm soát tốc độ cruise control. Đó. Về thông số kỹ thuật và an toàn thì bắt đầu từ phiên bản này, XLT được trang bị hai túi khí trước cho hành khách và người lái, đi kèm với đó là cảm biến hỗ trợ phía sau xe. Vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản trong chiếc xe như phanh ABS, EBD, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trộm. Và tất nhiên rồi, trên phiên bản 2 cầu trên chiếc Ford nào cũng sẽ có khóa visai cầu sau và khóa cầu bằng khóa điện. Đó, động cơ 2.2 là động cơ 160 mã lực, mô men xoắn cực đại 385 và chạy bằng dầu. Hiện nay thì XLT đang được trang bị ra mắt và bày bán với 3 phiên bản, số sàn, số tự động và Limited. Riêng Limited thì sẽ được trang bị động cơ giống như ở trên Wildtrak. Và chi tiết về cái giá bán cũng như chương trình khuyến mại mà quý khách hàng đang cân đối tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua hotline. Giá sẽ thay đổi theo thời điểm và màu sắc quý khách hàng định lấy xe. Rồi, có bất kỳ thắc mắc nào quý khách hàng có thể liên hệ hoặc comment trực tiếp ở phía dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.